Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng ni Phật tử, ở trong cái pháp hội chùa Xử Lý sáng nay, sau một chục bài giảng quanh Sài Gòn, Đồng Nai, thì chúng ta quay lại gặp nhau ở đây. Và tôi vẫn còn nhớ như in cái đề tài pháp thoại mà tôi đã nói trong cái bài giảng đầu tiên ngay sau khi trở về Sài Gòn. Tại đây tôi nhắc lại cái đó một chút, và bài giảng này nó tiếp nối nội dung của bài giảng đó. Ở trong cái bài giảng đầu tiên đó, tôi có nói chuyện này, tôi có kể các vị nghe một câu chuyện, đó là tại phi trường Thái có người Việt Nam. Có một ông Việt Nam hỏi tôi: vậy chứ thầy đi đâu? Cái chữ đi đó nó là trung tính. Đi á, nó có nghĩa là thầy đến đâu. Thì lúc đó tôi chạnh lòng, tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam là cái chỗ tôi yêu thương, chỗ tôi gắn bó, chỗ tôi nặng lòng, thì tôi là đang về Việt Nam. Còn nếu Việt Nam nó là một cái vùng đất mà tôi không thương, không thích, nó không là gì với tôi hết, thì tôi nói là tôi sẽ đến Việt Nam. Có phân biệt được cái đó không? Một bên là về Việt Nam, đến Việt Nam. Rồi tôi còn kể các vị nghe một chuyện riêng của tôi. Ngày xưa tôi có quen một cái cô người Bắc ở Đà Nẵng. Mỗi lần tôi về đó, cô có hỏi tôi một câu là: Tết này sư có về không? Chỉ một động từ về thôi, thì năm nào tôi cũng về. Chứ nếu mà cô hỏi tôi Tết năm nay sẽ có ra Đà Nẵng hay không, thì chỉ có 50% tôi ra thôi. Nhưng mà khi cô hỏi là Tết này sẽ có về không, thì rõ ràng rằng trong lòng cổ muốn nhận tôi với cổ làm đồng hương. Thương là thương chỗ đó. Khi mà một đất nước, một nơi chốn mà nó là cái chốn về của mình á, thì mình cứ luôn luôn đau đáu, nặng lòng nghĩ về nó. Và có dịp về với nó rồi đó thì không muốn bỏ đi, bởi vì đó là cái chốn về, là chỗ dừng chân dài hạn. Phật pháp cũng vậy. Bao giờ cửa chùa, bao giờ Phật pháp, bao giờ Đức Bổn Sư chỉ là chỗ đến, chỗ ghé đó. Thì cho đến khi đó chúng ta chưa có gắn bó thật sự với Đức Phật. Mà bao giờ Phật pháp, pháp thoại, pháp hội, tăng chúng, chùa chiền và hình ảnh Đức Phật là cái chốn về của mình ấy, thì những lần mà nắng gió mưa sương của cuộc đời, những lần buồn vui, thành bại đắc thất, danh hư tiêu trưởng, thăng trầm của cuộc đời, mình đều nhớ Phật, về với Phật. Đó gọi là, cho nên tôi xác định trong đời sống này, cái chỗ mình ở chưa chắc là cái chỗ về của mình. Mình sống làm sao mà mỗi người phải có một chốn về? Cái đó nó có cái gì mà quan trọng vậy? Có chứ, rất là quan trọng. Các vị có là ai? Các vị có là một Phật tử hay là một tín hữu Cơ Đốc giáo hay là một người vô thần, thì mỗi người phải có một chốn về, để những lúc cô quạnh nhất, lẻ loi nhất, chúng ta có chỗ để mà chúng ta rút lui. Cái đó quan trọng lắm quý vị. Có người chốn về của họ là mái ấm gia đình, có người chốn về của họ là bạn bè, có người chốn về của họ là những cái phương trời xa xứ lạ. Mỗi lần buồn họ xách túi lên và họ đi, đó là chốn về. Và đối với chúng ta là những người Phật tử, để chốn về của chúng ta phải là Đức Phật, phải là đời sống tu tập, phải là sự trở về nội quán, nhìn ngó là chính mình. Thì cái cảnh giới nội tâm đó chính là chốn về của mình. Đó là cái nội dung bài giảng đầu tiên của tôi tại cái pháp hội chùa Siêu Lý. Sáng nay trong cái pháp hội này, tôi lại nói đến một chuyện nó gần như vậy, nó gần như nó tiếp nối với đề tài đó. Hôm trước ở tại chùa Nguyên Thủy, tại chùa Nguyên Thủy Cát Lái, trong cái bài giảng ở đó tôi có nhắc đến hai cái trí đặc biệt của Đức Phật. Đó là gọi là trí Asaya Nusaya Nhana. Ngài biết rõ cái bất thiện ở mỗi người đó nó ra sao. Ví dụ như một rừng người đến với Ngài, Ngài liếc, Ngài biết cái người này nè tham nhiều hay là sân nhiều. Mà trong cái đám mà tham nhiều đó, mỗi đứa nó tham một kiểu, đứa nó thích này, đứa nó thích đi kia. Còn cái đám sân nhiều ấy, Ngài biết đứa nó bất mãn này, đứa bất mãn kia. Sẵn đây tôi nói luôn, có người tham tiền, có người tham danh, có người tham tình, có người tham quyền, có người tham nhan sắc. Rồi còn bất mãn cũng vậy, mỗi người có kiểu bất mãn riêng.
Có người họ bất mẹ, họ nổi điên khi ai đụng tới túi tiền của họ. Có người họ nổi điên vì ai đó đụng tới quyền lực của họ. Có người họ nổi điên vì ai đó làm họ làm thiệt hại cái tình cảm của họ. Có người họ nổi điên vì ai đó làm mất sĩ diện của họ. Vân vân, mỗi người có một kiểu giận khác nhau. Thì Ngài mới nhìn vào cái khác nhau trong cái ác tâm của người ta đó, để mà Ngài tùy cơ mà thuyết giảng. Đó là A Sa Gia Nu Sa Nha đó. Nhưng mà có cái thứ hai nữa, đó là Indriya Paro Paraya Nha đó. Có cái ngày là Ngài nhìn vào cái thiện căn của mỗi người. Mỗi người đến với cái cuộc đời này bằng hai thứ hành trang, bằng hai thứ bản năng, instinct. Đó là thiện và ác. Trong người của chúng ta ai cũng có hai bản năng đó hết. Vấn đề nó nằm ở đây. Ai cũng có hai cánh tay, nhưng mà thuận cánh tay nào, có hiểu không? Ai cũng có hai cánh tay, nhưng mà anh thuận cánh tay nào? Có người thì thuận tay phải, có người thuận tay trái. Ai cũng có hai bản năng thiện và ác. Vấn đề là anh, cái bản năng nào của anh nó mạnh, có hiểu không? Và vì chúng ta có cùng lúc hai bản năng đó, cho nên cái việc mà chúng ta sống ở đâu, thường gần gũi ai rất là quan trọng. Là vì sao? Là vì mình ở cái môi trường A thì cái bản năng thiện nó được phát triển, bản năng ác bị đè bẹp, đánh lùi, bị đẩy lùi. Nhưng mà ở cái môi trường B đó thì cái bản năng ác nó phát tác, nó bộc phát, hiểu không? Có hiểu tôi nói không? Từng người trong chúng ta ở đây đều có hai bản năng hết. Thì tùy cái chuyện mình ở đâu và thường gặp ai. Bây giờ nó còn thêm vụ nữa, online đọc cái gì trên đó, vào Google coi cái gì trên đó, có khoái Facebook hay không, và vào Facebook thì thường tìm tới những cái địa chỉ nào, cái đó rất là quan trọng. Có những địa chỉ trên Facebook cực kỳ thị phi. Cái việc có biết không, tôi là người vô can, tôi nói đừng có buồn nha. Bà con không tới tôi còn vui nữa, tôi mệt lắm. Giảng cho bà con xong nè, tôi lên tôi làm nồi xong, cái việc có biết không? Yeah, mệt lắm. Tôi đâu có ham bà con tới, tôi không có được cái gì hết đó, mệt lắm. Tuy nhiên tôi phải nói chuyện này, người ta phá mình á, mình đó là tôi nè, tan nát. Người ta đã chặn không biết bao nhiêu chùa thông báo là có giảng, có kẻ lên thông báo cancel không giảng. Chùa đăng lại một số người thân hữu của chúng ta nói có giảng, họ bèn lên nói không có giảng. Cuối cùng lọt được mớ này nè, mớ này không có đọc Facebook phải không? Nó phá đến mức như vậy, nó phá như vậy. Cho nên ấy, cái trong cái bài giảng bên chùa Nguyên Thủy ấy, tôi có nói rằng Đức Phật có hai cái, Đức Phật nhiều trí lắm, trong đó có hai cái trí biết rõ thiện căn và trí biết rõ ác căn của mỗi người. Thì Ngài nhìn vào hai cái đó đó để mà Ngài tùy cơ Ngài thuyết giảng. Cái cô tham nhiều nè, nhưng mà cô tham về tham tiền. Cái ông kia tham nhiều mà tham về tình. Ông nọ tham nhiều nhưng mà thích quyền, hiểu không? Thì Ngài mới thấy là đối với cái đứa mà nó tham tiền nói cái gì, đối với cái đứa mà đa tình nói cái gì, cái đứa mà hám quyền nói cái gì. Đó là trí của Đức Phật. Thì mỗi người đều có một cái nguồn gốc thiện và ác khác nhau. Từ đó khi mà chúng ta làm việc bất thiện, cái kiểu ác của mình cũng khác nhau. Vì sao vậy? Vì cái thiện của mình nó có ảnh hưởng tới cái ác của mình, và cái ác của mình nó có ảnh hưởng tới cái thiện của mình. Từ đó cái thiện ác của chúng ta nó cũng giống nhau. Cho nên khi làm chuyện tầm bậy là cũng cùng sát sanh, nhưng mà cái quả sát sanh của hai người nó không giống nhau. Có một đứa nó sát sanh xong, kiếp sau nó sanh ra nó bị yếu thọ, yếu mệnh. Có đứa nó sát sanh, kiếp sau nó sanh ra nó vừa yếu mệnh mà nó phải bệnh nhiều. Có đứa sát sanh xong, kiếp sau nó sanh ra đó là thường xuyên tự sát. Có đứa nó sát sanh xong, kiếp sau nó sanh ra nó thường xuyên bị tai nạn. Còn có đứa nó bị yếu nhưng mà tự, có đứa nó yếu là do bị người ta giết, có đứa nó yếu là vì nó thích tự sát. Rồi cái giới trộm cắp cũng vậy, nguyên ám toàn là trộm cắp không, nhưng mà cái quả nó khác nhau. Có đứa vì trộm cắp mà kiếp sau nó sanh ra thường xuyên bị thất thoát tài sản. Có đứa cũng trộm cắp nhưng mà đẻ ra thường xuyên sống trong cảnh nghèo khó. Nó lạ vậy đó, nó khác nhau. Cho nên là tùy vào cái căn cơ thiện ác của mình mà khi mình làm ác làm thiện nó cái quả nó khác nhau. Rồi bố thí cũng vậy, cũng bố thí một cái chén cơm, có người nhờ chén cơm nó đời sau sanh ra lộc ăn. Biết lộc ăn không?
Tức là cái gì ngon trên đời này là mình có dịp biết biết qua hết. Có người thì nhờ chén cơm đó đời sau sanh ra làm đại gia rất là nhiều tiền. Có người nhờ chén cơm đó đời sau sanh ra làm người rất là thông minh. Tại sao vậy? Tại sao con chén cơm mà nó ra nhiều quả như vậy? Là bởi vì mình bố thí một chén cơm mong rằng ông sư, tăng ni, Phật tử bữa nay nè, ăn cái chén cơm này xong buổi chiều á, ngồi thiền nghe pháp tốt hơn. Sư tắc giùm tôi sư. Thì là khi mình nghĩ như vậy thì chén cơm đó nó giúp cho mình đời sau sanh ra mình thông minh, giàu có mà thông minh. Còn mình bố thí chén cơm mà mình mong đời sau mình sanh ra, mình mong những người ăn cái chén cơm của mình mà họ được khỏe mạnh. Thí dụ trưa nay tôi cố ý tôi nấu một cái nồi canh rau, tôi mong là những người ăn cái nồi canh rau này vừa mát mà vừa nhuận trường, thì cái quả đời sau sanh ra tôi vừa giàu nhưng mà tôi lại khỏe. Có hiểu không? Khỏe mạnh. Cái tác ý của tôi, chủ ý của mình. Cho nên tùy vào cái nền tảng tâm thức của mình mà cái kiểu thiện của mình, kiểu ác của mình không giống nhau. Rồi, đó là bài nội dung bài giảng ở bên chùa Vua Cát Lái Quận Thủy. Trưa nay tôi nói cái gì? Tôi đang nói đến cái trí bàn Đức Phật. Đó là Sapa Sata Năng Atimut tại cả nhà đó. Có nghĩa là Ngài nhìn vào cái thành trạng của mỗi người mà Ngài biết rằng họ sẽ đi về đâu. Đương nhiên trước mặt tôi các vị sẽ nghĩ rằng Phật là Phật, mình là mình, là mình bằng Ngài. Đúng, Phật là Phật, mình là mình, là mình có bằng Ngài. Nhưng mà Ngài là mặt trời của mình, cũng là cái bếp điện, bếp ga, lò củi chứ. Có hiểu không? Tức là cái hiểu của Ngài, nhưng mà mình học Ngài mình cũng được một phần của Ngài. Tôi nhắc lại, cái trí này của Ngài là gì? Nhìn sở hành của một người, nhìn hành động, cách sống, cách nói, cách nghĩ của một người mà Ngài biết được là người đó sẽ đi về đâu. Là sao? Cũng tham, cũng sân, cũng si, ái mạn kiến nghi. Nhưng mà Ngài nhìn, Ngài biết rằng với cái tà kiến ni nè, cái người này chết sẽ đi về địa ngục. Với những cái phiền não này nè, người đó chết sẽ đi về cái cảnh giới súc sanh. Với chừng đó phiền não, người đó chết rồi sẽ đi về cảnh giới ngạ quỷ, sẽ đi về cảnh giới Atula, hoặc là sẽ sanh vào cảnh giới loài người nhưng mà trong một cái tầng lớp thấp kém. Nghe kẹp không? Rồi cùng là một đám bố thí trì giới, ngồi chung một đạo tràng, mặc chung một màu áo lam như nhau. Nhưng mà nhìn Ngài biết cái đứa này sẽ trở thành là thiên chủ đế thích. Đứa này sẽ trở thành là một thiên tử lừng lẫy trên các cõi trời. Ngài nhìn Ngài biết người kia chỉ vừa đủ để làm một tiên nam tiên nữ vô danh. Một người kia chỉ đủ để làm một đại gia trong cõi người thôi. Có người Ngài biết rằng cũng ngồi trong đạo tràng đó, nhưng có người sau này chỉ sanh ra chỉ đủ để ăn đủ mặc thôi. Bởi vì cái tâm tư của mỗi người mỗi khác. Cái hành trang, cái vốn liếng thiện ác của chúng ta, nó quyết định cái chuyện chúng ta khác nhau. Và từ đó cái chốn về của chúng ta nó không có giống nhau. Sáng nay tôi nói đến chuyện đó. Thứ nhất, tôi nói về ác và thiện sao. Tại sao chúng ta phải giữ cái giới bất sát? Bất sát là không sát sinh ấy. Là bởi vì chúng ta biết rằng ai cũng sợ chết, dầu con người hay là con thú. Rất tiếc là bởi vì một điều đáng tiếc là bởi vì chúng ta đó, cơm gạo áo tiền, chúng ta chỉ sống nghĩ đến mình không, mà chúng ta không biết nghĩ đến người khác. Chúng ta sẵn sàng cắt cổ người khác, nhưng mà đứa nào nó bóp cổ mình là mình tái mặt. Có hiểu không? Mình cắt cổ người khác thì rất là dễ, mà đứa nào nó bóp cổ mình lúc đó mình mới biết sợ chết là gì. Mà vì chúng ta không có sống suy tư, chúng ta không sống nghĩ đến cảm giác, cảm xúc của người khác. Cho nên khi mình làm ác á, mình bất chấp. Trong nói có năm hạng chúng sinh trong đời, cái này tôi nói xuyên suốt trong các bài giảng tại Sài Gòn. Có năm hạng chúng sinh trong đời. Cái hạng thứ nhất, sống chỉ mình nghĩ, biết nghĩ tới mình thôi. Chẳng hạn như mấy con rắn, rắn rít, chuột, bọ, kiến, gián, nó sống thì chỉ biết nghĩ tới nó thôi. Và nói vậy các vị có đồng ý với tôi, có rất nhiều người họ cũng sống như vậy, có đúng không? Họ sống họ chỉ nghĩ tới họ thôi, có không? Bất chấp người kế bên, đúng không? Có. Ghê không? Con người mà sống bằng cái tâm tình của cái loài mà rắn rít kiến gián. Cái hạng thứ nhất là sống chỉ biết có mình thôi. Cái hạng thứ hai là ngoài mình ra
họ còn biết quan tâm đến những người có liên quan tới quyền lợi, cảm xúc và tình cảm của mình. Thí dụ như tôi thương má tôi, vợ tôi, con tôi, anh em tôi, bạn bè tôi, láng giềng tôi. Thì tùy người, cái trái tim hẹp thì họ chỉ quan tâm người bên cạnh. Cái trái tim rộng hơn thì nó quan tâm xa hơn, nghe kịp không? Nhưng đại khái, những người mà họ quan tâm phải là cái người có liên quan đến tình cảm, cảm xúc, quyền lợi của họ thì họ mới quan tâm. Đó là hạng thứ hai. Để chúng nghe nhớ không? Hạng thứ nhất là chỉ có mình thôi. Hạng thứ hai là biết dòm, biết nhìn tới những người mà có liên quan đến quyền lợi, cảm xúc, tình cảm với mình. Hạng thứ ba, có khả năng quan tâm đến những kẻ mà hoàn toàn là người dân nước lã, không có ân oán tình thù gì hết. Hạng này khá hơn hạng thứ hai, đúng không? Đấy, có nghĩa là đường mình gặp một cái người khổ mình thương, mình đọc báo, nghe đài, ai nó khổ mình thương, cái hạng này là khá, hạng này lên tới tầng thứ ba, tầng thứ ba. Có nghĩa là biết quan tâm đến những kẻ không có liên quan tới mình hết. Nhưng mà tới cái hạng thứ tư là khó. Hạng thứ tư là thương được bạn kẻ thù. Bạn của kẻ thù á là sao? Thông thường mình á, mình ghét ai thì mình thường ghét lây mấy cái đứa vệ tinh lắm, biết vệ tinh không? Tuy nhiên tôi ghét ông Nguyên Giang này nè, là tôi đi, ông đi hay đi với cái đám nào thì cái đám mà tôi gặp tôi cũng không muốn nhìn luôn. Yeah. Tôi ghét cái cô áo vàng này nè, tôi không có ưa. Cho nên tôi để ý cô đi có 7-8 bạn đi chung, là cái 7-8 đó là nó lọt vô trong cái bìa đen của tôi, sổ bìa đen của tôi luôn. Có nghĩa là cổ là tôi ghét là cái giác rồi, cổ là số 1, mà số 2, số 3, số 5, số 8 đó là cái đám còn lại, hiểu không? Mà cái đó có không? Ở trong đây quý vị có cái tánh đó không? Nhưng mà cái hạng thứ tư á, nó thương được, nó chỉ ghét cái bảo vàng này thôi, chứ còn ngoài bả ra nó mấy người kia ok. Đó là hạng thứ tư. Nhưng mà hạng thứ năm là thương được kẻ thù. Nó giết cha mình, nó giết mẹ mình, nó giết vợ mình mà vẫn thương được nó. Biết nó đang gieo cái mầm khổ. Các vị không có tin, các vị không có tin trên đời có người đó. Chính vì các vị không có tin người đó cho nên các vị tin Phật không có sâu. Có hiểu tụi nó không? Vì không học đạo, không hiểu cái Phật hạnh. Vì không học đạo nên không hiểu Phật hạnh. Mà không hiểu Phật hạnh thì cái lòng thương kính Đức Phật á, nó nghèo lắm. Nó nghèo lắm. Lúc bây giờ các vị thương Phật là thông qua một ông thầy nào đó. Các hiểu không? Các hiểu tôi nói không? Thương Phật mà thông qua ông thầy nào đó, một sư cô nào đó, một cuốn sách nào đó, một bài báo nào đó, thì cái lòng thương kính có đủ để các vị đi theo một đời không? Bữa nay tôi vạch trần ra cái đó để các vị thấy cái niềm tin của các vị đối với Đức Phật đó. Phải hiểu Phật hạnh, Phật đạo, Phật đức, Phật ân thì thờ Phật mới tới nơi tới chốn. Mà không tại đây có nói tại sao mình thương mẹ, vì mình có thời gian mình sống gần mẹ, mình có quá nhiều kỷ niệm ân tình với mẹ, mình chia sẻ với mẹ quá nhiều cái kỷ niệm buồn vui thì từ đó mình mới thương mẹ. Chứ tự nhiên hồi nhỏ ba tháng tuổi là mình xa, tới năm 50 tuổi có người dắt lộn cái bà lá quắc nói má mình kêu tôi báo hiếu chắc hơi bị khó. Đừng có nói ai xa hết, các vị cũng có một chút tình với tôi các vị mới đến đây nghe, đúng không? Có không? Có không? Đấy. Vậy mà bây giờ có cái tên nào nó lại nói các vị tôi là đứa em thất lạc, các vị có thương nổi không? Yeah. Họ là họ thuyết phục, họ nói là tại vì đó cô hoặc chị hoặc anh á nhỏ không biết. Ổng á là hồi xưa là lúc chạy giặt á là má đẻ rớt cái bờ đê là lính nó bồng, nó đưa cho thằng Mỹ đem về bên Tây nuôi, bây giờ ổng trôi về đây. Thì chưa nói đến chuyện thử DNA, chỉ riêng cái chị mà nhìn cái mặt không giống là thấy giờ ổng nó kỳ kỳ, đúng không? Mà sao ổng gặp mình thấy ổng lạnh ngắt à, bây giờ bắt kêu ổng là em ruột cũng khó. Các vị thấy không? Mà may là các vị đến nghe tôi, có một chút tình với tôi, vậy mà thình lình kêu nhận đây là đứa em thất lạc là quý vị nhận không nổi, thì nói gì là Đức Phật? Xa lạ quá. Phật Pháp không biết bao nhiêu thì lấy cái gì mà thương kính Ngài? Chẳng qua là hùa. Yeah. Tin hùa.
Tôi có nói với Phật tử, tôi nói cái người mà ủng hộ Kalama đó là có mấy người là đạo Phật là khỏi nói rồi, rồi có đạo Hồi nữa, họ ngạc nhiên lắm. Tôi nói đạo Hồi là bởi vì hứa mà cái nó Hồi nó không cúng nữa. Mà cái số này hơi bị đông, đông lắm. Nó hứa nó cho nào là máy lọc nước, rồi nó đào giếng, rồi nó cho điện đớm, rồi nó cho đèn thắp sáng. Xong rồi cái nó im luôn, là dạng Hồi giáo trá hình. Rồi có loại Hồi công khai là nó gửi cái email hoặc gửi tin nhắn xin lỗi. Xin lỗi là rút lại bởi vì gia đình có việc. Nói chung là cái số người mà ủng hộ Kalama đó là 1/3 là đạo Hồi. Đạo Hồi, đạo Hồi nhưng mà không phải là Islam, không phải là Muslim, mà là cancelism. Cancel cái là chuyên môn cancel, gọi là cancelism, chứ không phải là Muslim, không phải là Islam. Okay. Rồi, sáng nay tôi nói cái này. Cái trí thứ ba của Đức Phật là gì? Biết rõ cái chốn về của từng người. Tại sao anh phải giữ giới bất sát? Là bởi vì anh không có muốn đoạt cái mạng sống của người khác. Khi anh tôn trọng đời sống của người khác thì đời sau kiếp khác sinh ra anh không có phải trải qua cái chuyện bệnh tật và yểu mệnh, anh không có bị chết bụi tai bay họa gửi. Giữ giới bất sát. Có những người, có một ông cụ ở, ngày xưa ở bên Cát Lái á, trước bẻ ổng đi xe lên Đà Lạt mà chiếc xe nó lật á, lăn xuống đèo. Ổng ngồi trong xe mà không biết cách nào mà nó văng ổng ra, nó máng ổng lên cái chặt ba của nhánh cây á, không chết. Một lần nữa ổng đi về Bình Chánh, trước ổng là 4 người, sau ổng là 4 người, ở đằng trước đạp mìn, 4 đứa trước chết, 4 đứa sau chết, ổng còn. Hiểu không? Cái số không có chết thảm. Tuy nhiên bữa nay tôi cũng hé ra một chuyện để các vị coi mình có sai hay đúng. Nhiều người bắt chước Trung Quốc nói rằng ngộ đại nạn, bất tử tất hữu đại phúc. Gặp nạn lớn mà không chết chính là người phước nhiều, đúng không? Nhưng mà theo trong kinh cái đó không phải là phước nhiều, mà tại cái nghiệp đó chưa tới. Nếu mà nói rằng phước lớn là gặp nạn không chết, vậy tôi hỏi các vị nha, các vị lựa đây. Một là không gặp nạn mà sống 100 tuổi, hai là gặp nạn mà vẫn 100 tuổi, mình chọn cái nào? Hả? Yeah. Vậy mà nói mới hay. Ngộ đại nạn, bất tử tất hữu đại phúc. Gặp nạn lớn mà không chết là phước nhiều. Tôi nói không, tôi không màng cái đó, cho tôi đừng có gặp cái nào hết. Tôi sợ cái vụ hết hồn lắm, đừng có để cho em hết hồn, em yếu tim. Có hiểu không? Vậy mà bao nhiêu thế hệ cứ tin mới ghê chứ, nó tin cái đó. Tôi nói không, tôi không cần đại phúc, tôi chỉ cần đừng có gặp cái gì hết là tôi mừng lắm rồi. Mà tại sao có cái sự khác biệt đó? Vì cái tâm tình của mình sống, mình không sát hại ai và cũng không làm ai sợ hãi. Mình không có cái bản thân mình, cái sự có mặt của mình trong cuộc đời này, nó không là cái sự đe dọa của bất cứ ai. Nhớ cái đó quan trọng nhất. Mình chốt là cái giới bất sát, chốt là cái giới giới đạo. Bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất tử. Thì cả 5 giới đó chốt lại có một chữ thôi, một câu thôi: đừng bao giờ để mình trở thành một sự đe dọa đối với ai. Đừng bao giờ để mình trở thành nỗi ám ảnh cho ai. Đó là 5 giới. Có hiểu không? Có hiểu không? Chứ cần gì phải kể 5 giới như cho nó mệt. Chỉ nhớ một câu thôi: đừng bao giờ biến mình trở thành cái nỗi ám ảnh, trở thành cái sự đe dọa, trở thành một cái niềm bất an cho người khác. Khi người ta thấy mình, người ta nghe tới mình, người ta nghĩ tới mình, thấy, nghe và nghĩ tới mình, 3 cái. Nghe hiểu không? Một cái gia đình mà có người chích hút thì cái tên chích hút nó có phải là niềm đe dọa cho người khác không? Ở đây có ai biết cái đó không? Nó cứ nó ăn là nó cứ chà đồ nhôm riết à, chà đồ nhôm là hả? Chôm đồ nhà đó là cái gì? Chỉ riêng cái đó không là mình thấy không yên cái đó rồi. Mình đi tắm cha, đi tắm mà cũng phải chạy ra lấy cái giỏ đem vô máng nhà tắm vừa nhìn đó. Các bạn biết không? Có cái ông ở ngoài xe cảng miền Tây, ông nói với tôi lúc tôi gọi ở Việt Nam, ông nói nửa đùa nửa thật, ông nói sư có biết tại ông có tiền, con đeo cái đồng hồ thứ 6 rồi, Rolex, Longines, Omega, chỉ thiếu cái Patek Philippe thôi.
là Titoni, Rado, con đeo 6 cái. Không phải là vì con ham đồng hồ mà mất lia lịa. Mất lia lịa trong nhà có thằng nó mẹ đá gà đó. Nó cứ thấy rảnh là nó thỉnh, thấy rảnh là nó thỉnh. Rồi mà nó thỉnh riết rồi bây giờ cuối cùng là tới ngày tôi rời Việt Nam mới ông đeo tới cái thứ mấy đó. Mà ông nói sống trong nhà nó phập phồng muốn chết. Đang ngủ trưa mà chực nhớ cái đồng hồ nãy trong nhà tắm chưa có cắt là phải chạy vô cắt. Mà ruột, ruột. Thấy chưa? Ruột. Cho nên năm giới nói riêng và tất cả giới nói chung, chuyện thứ nhất giữ giới cho mình. Giới nó có hai, đó là giữ giới xin lỗi, giới có ba. Một là giữ cái giới đó để ngăn ngừa cái ác nghiệp. Hai là giữ giới đó, nhờ giữ giới đó trang nghiêm nội tâm. Ba vì cái giới đó có liên quan tới thiên hạ, có hiểu không? Một là để bản thân không bị ác nghiệp. Hai là có những cái giới mình giữ để nó giúp cho mình thanh tịnh và trang nghiêm nội tâm. Thí dụ như tỳ kheo không có được giữ vàng bạc châu báu tài sản, tỳ kheo không được giữ thức ăn qua đêm, không được giữ y dư, chỉ có đủ cái số mình dùng thôi. Đó là những cái giới là được mình không? Nhưng mà có những cái giới mà quy nghi tế hạnh đó, giới cho đời liên quan tới xã hội sẽ làm cho người ta bị mất đức, mất cái niềm tin vào tăng già, tăng đoàn, tam bảo nha. Vậy thì hoặc là giới sắc sanh, giới trộm cắp, đó là những cái giới mà nó làm mình phải chịu ác nghiệp trong kiếp sau. Cho nên giới đó, giữ giới có ba. Một là giới để trang nghiêm nội tâm, giới vì tránh ác nghiệp cho bản thân, và giới là vì quan hệ xã hội. Thì chốt lại đó là một người giữ giới giàu trùm mền đóng cửa tắt đèn, hoặc là vào tận rừng sâu núi thẳm giữ giới, thì bản thân cái người đó đã là một sự đóng góp cho vũ trụ. Vì sao? Vì người đó lúc bây giờ không là cái sự ám ảnh, không là cái mối đe dọa, không là cái mối bất an cho bất cứ ai khi họ nhìn thấy, nghĩ về hoặc nghe tới. Nghe kịp chưa? Thì những ai mà sống với cái tinh thần đó, cái tinh thần mà đem lại sự an lòng cho người khác, khi mình sống với một cái ý niệm là tránh cái sự sợ hãi bất an cho người khác, thì đời đời sanh ra luôn luôn được, bản thân được luôn luôn thoải mái tự tại, và cái trú xứ, cái cảnh giới của mình cũng là thoải mái tự tại. Cho tôi nói một chuyện khó nghe nhưng mà kẹt lỡ nói nó luôn. Tôi có cái may mắn là tôi ở được nhiều quốc gia, trong đó có Thụy Sĩ. Đó là một quốc gia mà con mắt của tôi không có thấy đống rác, tôi không có thấy nước dơ. Nước dơ đó tôi không biết là họ bố trí sao, nhưng mà không nước dơ. Và có một khó tin, cái tiền mà chúng tôi phải trả bên Thụy Sĩ tiền nước cái tiền nước sạch đó nó bằng một nửa tiền nước dơ rồi, biết không? Thì một tháng tôi trả 3 đồng tiền nước, là đâu đó 2 đồng là tiền nước thải, chỉ có 1 đồng tiền nước sạch. Tắm thoải mái, ngày tắm 5 lần cũng trả còn có 1 đồng. Nhưng mà chúng ta phải trả 2 đồng cho tiền nước thải. Để làm sao? Họ xử lý làm sao mà cho tôi không nghe mùi nước dơ, không nhìn thấy mùi nước, không nhìn thấy nước dơ. Một đất nước mà rác không thấy, nước dơ không thấy, một đất nước không tệ nạn chích choát đứng đường rình rập đe dọa, một cái đất nước mà mỗi buổi chiều xuống tôi hoàn toàn có thể yên tâm một mình đi giữa những ngọn đồi, và nếu không phải vì trời lạnh thì tôi có thể ở trần, tôi nằm giữa ngọn đồi đó tôi ngủ tới sáng, tôi không sợ bạo lực. Thì để sống ở một đất nước đó mình phải có cái vốn liếng sao để mình ở được cái đất nước đó. Còn ở một nơi mà ngay trong nhà mình đã rung rồi, mình rung với người nhà, mình rung với vợ mình, chồng mình, con mình, em mình, cháu mình, ba má mình, hàng xóm của mình, cái hàng xóm hàng rào mà lỡ móc cái đồ đó rồi tối ngủ mà nhớ chưa đem vô cũng rung nữa, không được. Cho nên Đức Phật nhìn thấy cái kiểu sống của mỗi người, ngài biết tên này nó sẽ đi về đâu. Bây giờ tôi chốt lại, sống nhiều với thập ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối thì chỉ có xuống 4 đường đọa. Vì thời gian chúng ta không có, nếu có ác kiểu nào mà về địa ngục, ác kiểu nào mà cộng trú với cái đám súc sinh, ác kiểu nào mà về với quỷ, ác kiểu nào với Atula. Nhưng mà đại khái là 4 đường đọa đi. Rồi, bị ngài nhìn qua cái đám thiện, cái đứa nào thích bố thí trì giới mà còn thích hưởng thụ vật chất thì ngài biết rằng cái tên này nè,
phải quẩn quanh ở cõi dục giới thôi. Nghe kịp không? Thích bố thí, thích trì giới, thích nghe pháp, thích phục vụ, thích lắm, thích còn chuyện lành không? Nhưng kế bên đó nó cũng còn thích hưởng thụ, thì cái đứa đó phải ở cõi dục thôi. Bởi vì sao? Vì nó phải, nó còn thích cõi dục mà nó lại có tiền để nó xài cõi dục, thì nó bèn quay lại cõi dục. Nhưng mà vì nó quay lại mà nó có tiền cho nên nó được ở cõi dục, nhưng mà ở trong một điều kiện cao cấp. Còn cái đứa nào thích hưởng thụ vật chất nhưng mà không có công đức thì nó trở lại cõi dục, nhưng mà nằm ở bốn cái tầng đó. Có hiểu không? Có hiểu không? Thích năm dục nhưng mà không có công đức xuống cõi đọa. Thích năm dục, thích hưởng thụ vật chất, sắc thinh khí vị xúc, nhưng mà có công đức thì được làm nhân thiên cõi dục. Bây giờ đi thêm biết nữa, đứa nào chán luôn dục, tu tập thiền định về các cõi sắc giới hoặc là vô sắc giới. Chuyện nó dài lắm, tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Có hai, trong kinh kể ba, tôi kể có hai tầng thôi. Bây giờ kể tầng vô sắc giới nghe họ nó bị tầng một, ba tầng tất cả, nghe cho kỹ nha. Đam mê trong cảnh dục nhưng sống tội lỗi, phải bị đọa bốn đường khổ. Đam mê trong cảnh dục nhưng làm các công đức, được sanh về các cõi dục thiên để hưởng thụ. Không còn đam mê trong vật chất, chỉ thích thú trong thiền định, thì sanh về các cõi phạm thiên. Nghe thì ham thiệt, nhưng mà sao? Các cõi phạm thiên sống mãn tuổi thọ rồi, bèn trở về đơn vị gốc. Các cõi nhân thiên sướng thiệt, nhưng mà hết phước rồi thì bèn trở về đơn vị gốc. Đơn vị gốc là cái gì ta? Cái chữ gốc ở đây nghĩa nó rất là sâu. Gốc đây là gì? Nghe cho kỹ. Các vị có đồng ý với tôi những cái bài kinh sau đây là đúng hay không? Này các tỳ kheo, cái dòng luân hồi nó dài, nó lâu đến mức mà ta nói rằng cái sữa mẹ mà các ngươi đã bú nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Ở đây có ai đi vượt biên không? Thôi, có ai tắm biển không? Nước nó nhiều như vậy đó mà Phật dạy cái sữa mẹ mình bú á, trong dòng luân hồi của mỗi người đó, mỗi người đó, nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu mà mình đổ ra vì bệnh hoạn, vì tai nạn, máu đổ ra trong chiến trường, bệnh viện và trong nhà bếp lúc nấu ăn, vân vân và vân vân, thì cái máu mình đổ ra đó nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu, sữa mẹ và nước mắt. Cái nước mắt mà mình khóc á, nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Có nghĩa là luân hồi lâu lắm. Thì đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, các vị phải đồng ý với tôi là trong suốt thời gian đó, cái ác nghiệp nó nhiều hơn thiện nghiệp, đúng không? Có đúng không? Bây giờ là Phật tử, một ngày vậy ác thiện cái nào nhiều? Đấy, may là Phật tử đó, may là Phật tử á, mà còn ác nhiều hơn thiện, thì với cái kiếp mà sanh ra không mang thân người, hoặc là được mang thân người, thì thử hỏi chứ cái ác cái thiện cái nào nhiều? Đương nhiên là ác. Thì mấy cái đó, đó là nó là những món nợ xấu, mấy ngàn tỷ đô la, mấy ngàn tỷ euro người nợ xấu. Trong khi đó lâu lâu mình gặp, mình được mang thân người, rồi được gặp minh sư thiện hữu tu tập, mình kiếm được chừng vài trăm đô la hả? Rồi lấy mấy trăm đô la đó đi về trời, đi tung tăng, đi vacation, đi du lịch ba lô, đi phượt. Xài hết mấy trăm đó thì trở về đối mặt với mấy ngàn tỷ euro nợ xấu. Thì cái lúc quay về đó được gọi là trở về đơn vị gặp, hiểu không? Kinh vàng chưa? Đơn vị gốc, trở về đó. Và khi đã lọt, khi trở về đơn vị gốc rồi, thì cái cơ hội để mà mình gặp minh sư thiện hữu nó khó vô cùng, có đúng không? Tôi không cần phải đọa mang thân người mà sanh ở châu Phi là thấy tu khó rồi. Hoặc là người làm người Việt Nam mà ở đâu chắc Cà Đao rồi ở Cà Mau, Bạc Liêu, Cạnh Đền, Năm Căn đó, đẻ ra là chỉ có Sình với là Ba Khía rồi mấy cái gốc bần gốc mắm là thấy khỏi tu hành gì hết. Tôi từng pháp ở dưới miền Tây Bến Tre mà cái chỗ mà nó giáp với cái phà Bắc Củ Chiên ấy, tôi xuống dưới mà tôi thuyết pháp ở dưới đó, để có một đình họ lên đây, họ lên Vĩnh Long, họ gặp tôi, họ nghe pháp, họ muốn tôi về dưới giúp cho xóm đó, cho cái dòng họ đó. Mà biết tôi về tôi nói chuyện với họ nó khó như là tôi giảng cho ngoại quốc vậy đó, là vì cái từ vựng của họ nó ít lắm. Có ai hiểu chữ từ vựng không hả?
từ nói tại Sài Gòn mà chữ từ vựng tôi không biết giải thích làm sao nữa. Người Mỹ một câu, người Mỹ có một câu, tùy thuộc vào cái lượng từ vựng mà anh dùng thì tôi biết kiến thức anh tới đâu, hiểu không? Không học về vật lý thì những khái niệm như là từ trường, trọng lực mình không hiểu, hiểu không? Không học về đại số, ba khái niệm về phương trình, về cái căn, về sin, về cos mình không hiểu, có hiểu không? Hiểu hả? Có nghĩa là cái kiến thức mình càng ít thì cái lượng từ vựng nó cũng theo đó mà được quyết định, có hiểu không? Mà tôi xuống tới dưới đó là họ chỉ biết có một mớ thôi: ăn, ngủ, hờn, giận, sống, chết, vợ, chồng, con, cái, ruộng, đồng, cua, còng, ba khía. Mà các vị bắt tôi thuyết pháp với từ chừng đó, từ vựng các vị nó khó không? Khó. Tức là tôi nhìn họ, tôi nghĩ bây giờ chỉ có nước là tôi mặc xà lỏn rồi tôi nhảy xuống sình, tôi giảng họ hiểu thôi. Để cho nó giống nhau ấy, nó tìm được sự đồng cảm ấy. Chỉ có cách là xà lỏn ở trần nhảy xuống rồi, rồi vừa tát cá vừa đặt trấm rồi mới chia sẻ Phật pháp thôi. Nó dễ hơn, khiếp như vậy đó. Mà may là cái chỗ đó cách Sài Gòn đó là có 150 cây số thôi, mà nó đã khó như vậy thì nói gì là cái những cái hoàn cảnh mà Đức Phật gọi là bát chân tám đi sát, có nghĩa là người ở vùng biên địa đó. Chứ hay như các vị về Châu Phi, Bắc Phi, Trung Phi, các vị gặp có những cái họ phải có những mà 98% ở đó sanh ra là nước cả làng uống chỉ là một vũng trâu nằm trâu đó, nó nực nó cũng ra đó, rồi nó tè cũng tè ở đó, rồi mình múc nước mình cũng đội mấy cái châm bằng đất nung mình cũng ra đó mình múc về, các vị có tin đó. Chứ nước đâu. Và trẻ con đói là cứ chạy sân sởn, gặp con gì cũng bỏ miệng hết, cầu cào cháu cháu ở đường. Thì sanh ra ở một cái vùng như vậy thì đừng hòng mà nói Phật pháp. Đạo đức ở thường thức còn xa lạ là xa xỉ, thì nói gì là cái đời sống tâm linh, nói gì là cái giới tuệ giác của chư Phật. Lọt xuống đó rồi là xong, thôi rồi lượm ơi. Cho nên chỉ riêng cái thân người đó là đã là thôi rồi lượm mơ, thì nói gì là cảnh giới xa rồi ạ. Cho nên Đức Phật ngày nhìn, ngày nhìn cái thiện ác của mỗi người mà ngài có thể biết mình sẽ đi về đâu. Và tôi biết trước mặt tôi có những vị không tin Phật pháp đến đây vì lỡ chở mẹ chở vợ tới đây là phải chung vô đây ngồi cho nó mát. Và có những vị vì tò mò muốn thấy tôi đến đây cho nên các vị không có tin. Nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng một chuyện thôi, nhắc chừng nếu có sao, nếu có một kiếp sau thì cái chốn về của mỗi người, nói một cách logic á, nếu có một kiếp sau thì chốn về của mỗi người nó phải tương ứng với cái tâm tình và cái đời sống của mình trong kiếp này, có đúng không? Hiểu không? Nếu tôi không bắt các vị phải tin, nó tôi không có quyền gì để bắt, mà tôi chỉ gợi ý thôi. Nếu có một kiếp sau thì cái nơi chốn đó nó phải có cái gì đó nó phản phất, nó giống giống, nó tựa tựa, nó na ná, nó mang máng cái con người của mình bây giờ, có đúng không? Mình sống, mình thường sống bằng cái tâm tình, cái cảm xúc, cảm giác, tư duy, suy nghĩ gì thì mình sẽ về với cảnh giới tương ứng đó. Xâm trổ hổ báo thì sẽ về với hổ báo, nhút nhát mà hiền lương sẽ về với cái đám mà nhút nhát hiền lương, nai thỏ. Mờ ám lẫn quất dấu diếm thì sẽ về với những cái con mà gặp đâu lũi đó. Kinh nói cho phải tôi nói. Ngài Đức Phật kể dạy này các tỳ kheo: sở hành quang minh lỗi lạc, không đi ngang về tắt, nhìn thẳng phía trước mà đi thì sẽ trở về với cảnh giới quang minh lỗi lạc. Này các tỳ kheo, sở hành lẫn quất mờ ám thì sẽ về với cảnh giới lẫn quất mờ ám. Các vị thấy rắn không? Chuột, gián, cứ lúc nào cũng là lẩn tránh, là vì cái tiền nghiệp của nó là làm những cái chuyện mà mong không ai biết. Trong kinh nói một bậc thánh là cái người không sợ nắng mặt trời. Ở đây có ai hiểu cái đó không? Một bậc thánh là cái người không có sợ ai đó biết nhiều về mình. Tôi nói gì có hiểu không? Không hiểu. Tôi nói tiếng Nhật nha. Mình có rất nhiều cái để mình giấu, có đúng không?
Mình làm chồng có nhiều cái suy nghĩ mà mình sợ vợ biết có không? Mà mình là vợ có nhiều suy nghĩ mình giấu chồng mình có không? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chồng hư bởi vợ người ta, mà vợ hư bởi tại thằng cha láng giềng. Tất cả những cái người chúng ta đều có problem hết. Chúng ta đều có vấn đề hết. Có vấn đề hết. Ai cũng có cái riêng tư. Đồng sàng dị mộng ngoại tình trong tư tưởng, đó là một chuyện. Rồi có những cái tham, những cái giận, nó hèn lắm, sợ người khác biết. Nhưng chư thánh không. Chư thánh nắng càng gắt các ngày càng khoái. Bởi vì các ngày minh bạch, các ngày quang minh lỗi lạc. Còn mình có nhiều cái để mình giấu lắm. Rất là nhiều cái. Bản thân tôi muốn người ta luôn luôn thấy tôi trong cái hình thức như thế này. Chứ tối tôi lại trùm mèo mền tắt đèn trong đầu, tôi nghĩ cái gì? Trời biết mà tôi luôn lại trời, đừng ai biết. Bữa hổm tôi giảng ở dưới Vĩnh Long. Có cái cô đó, hy vọng cô không nghe bài giảng này. Cô 58 tuổi. Tại sao đó cô nói? Một đám đông dưới đông lắm, đông được là đông như quân nguyên vậy. Bữa đầu tưởng tôi là thành cát tự hãn. Nó buồn là tôi trong cái đám đông tôi lại nhìn thấy cổ giống y chang như một cái người quen cũ của tôi. Một người từng làm cho tôi mất ngủ. Mà cái người kia, cái người xưa của tôi đó là 18-20. Mà cổ 58 có nghĩa là bà với cháu đúng không? Nhưng mà tại nó giống quá đi. Cho nên tôi nhìn cổ. Thì lát khi sau nó về thì cổ tìm cách gặp tôi bên ngoài nhanh lắm. Chỉ có chấp tắt bằng tốc độ ánh sáng. Hình như mình có duyên phải không sư? Tôi muốn chết luôn. Tôi nói không, thấy giống người quen mà nhìn. Tôi xin lỗi nếu làm cô sợ. Tôi giật mình ấy. Mà may đó, chứ nếu mà bà giấu đó là tôi chết rồi. Rồi bà đi bắt đồn đó, tôi khoái bà già là chết tôi luôn. À có cái gu kỳ lạ. Thì và dĩ nhiên bây giờ tôi kể bà là con nghe chuyện đó, trong bụng tôi vẫn thầm mong là bữa đó giá mà bà đừng có thấy tôi nhìn bà đó thì nó ở quê đúng không? Thì chuyện nhỏ xíu đó thôi. Mà mình còn muốn giấu thì nói gì vô số cái khác. Chư thánh thì không. Và tùy cái sở hành, tùy cái kiểu sống của mình. Cái người thích sống chia sẻ thì họ sẽ về sống với những người giàu lòng chia sẻ. Ở một đất nước, một xã hội nhiều lòng chia sẻ, hào sản vị tha. Mình sống bằng trí tuệ thì mình sẽ được sanh ra trong một môi trường mà dễ dàng trau dồi trí tuệ. Mình sống với lòng tị hiềm, nhỏ mọn, toan tính, tiểu tâm thì mình sẽ về một cái gia đình, một xã hội, một đất nước, một vùng miền châu thổ, châu lục, một bán cầu mà nó đầy ắp những thứ đó. Tôi nói cái này tôi không có ác ý, tôi chỉ gợi ý cho các vị dễ hình dung thôi. Các vị có sợ người Trung Quốc không? Thấy chưa? Các vị thấy chưa? 1.5 tỷ người Trung Quốc đâu phải là người xấu. Nhưng mà nghe nó nói China thì tôi nổi da gà. Đồ giả, đồ nhái mà họ gian lắm. Có một lần đó, một đoàn 200 mấy chục người, một đoàn 200 mấy chục người tàu qua bên St. Petersburg, là một cái St. Petersburg là một thành phố ở Tampa, Florida, nó trùng tên với thành phố bên Nga. Tàu họ đổ bộ xuống đó, xong khi mà họ rút thì là cái tờ báo nó đánh khạc nhỏ hút thuốc ở trong cái chỗ mà no smoking. Và buffet thì ăn một lấy ba, nói chuyện là mời cả làng nghe. Nói đây tôi mới nhớ, người ta định nghĩa hôn nhân là gì? Khi chưa lấy nhau chàng nói nàng nghe, lấy quen nhau lâu rồi thì nàng nói chàng nghe. Hồi đó là chàng nói nàng nghe, sau đó là nàng nói chàng nghe. Lấy nhau ít hôm thì cả nhà cùng nghe, và cuối cùng hai chồng cãi nhau cả xóm cùng nghe. Thì người tàu là như vậy. Họ đi đến đâu là khạc nhổ, hút thuốc, xả rác và cười nói. Đến mức bên Thụy Sĩ, nó có một cái tuyến tàu tàu nhanh đi lên triền núi Express. Từ ở dưới phố đi lên đến Jungfrau Joch, tức là cái đỉnh núi mà cái top of Europe, tức là cái nóc nhà của châu Âu á.
Xưa giờ nó chỉ có một tuyến tàu lên thôi, tức là khách nào tới đó muốn đi lên lên cái đỉnh Jungfrau đó là cứ lên đó đi. Nhưng mà người tàu họ quậy quá, họ quậy đến cái mức mà bây giờ người Thụy Sĩ họ phải tách ra làm hai chuyến. Một cái chuyến dành cho for Chinese only. Thì tôi muốn nói cái này, mà là mình sống mình trở thành ra cái sự sợ hãi, một cái sự ám ảnh cho người khác lớn như vậy đó. Cho nên là tùy thuộc vào cái kiểu sống của mình mà mình sẽ đi về một nơi chốn tương ứng và tương thích với cái hành trạng và cái tâm tư tình cảm của mình. Nhớ, kể từ hôm nay tôi mong rằng từng người ở trong pháp hội này và những ai nghe lại một cách gián tiếp bài giảng hôm nay thì tự ngó lại mình, cái kiểu giữ giới của mình nó sẽ dẫn mình đi về đâu. Giữ giới nó có nhiều trường hợp: giữ giới vì cầu phúc, giữ giới vì sợ tội, không sát sanh vì sợ tội, không sát sanh vì muốn cầu phúc, không sát sanh vì cái lòng yêu thương chúng sinh, không sát sanh vì mình không có đủ cái điều kiện tâm lý để làm chuyện đó. Có cái hiểu tôi nói không? Mình không đủ ác để làm chuyện đó, nó nhiều lắm, hiểu hả? Thì tự mình kể từ hôm nay tự xét xem cái kiểu giữ giới của mình nè sẽ dắt mình đi về đâu, cái kiểu nghe pháp của mình nè nó dắt mình đi về đâu, kiểu bố thí của mình, cái kiểu phục vụ của mình sẽ dẫn mình đi về đâu. Tự mình phải coi lại chứ đừng có nghĩ, đừng có đưa ra một cái giá trị mặc định đó là bố thí là tôi phải giàu. No, nhiều kiểu bố thí mà nó vừa giàu vừa khôn vừa đẹp. Bố thí chỉ giàu chỉ đẹp không khôn. Cái đứa nó giàu nó đẹp mà nó ngu, cái đứa nó khôn nó giàu nhưng mà nó không đẹp, nhiều lắm. Tùy thuộc vào cái nền tảng tâm thức của chúng ta, tùy vào cái nền tảng nhận thức của chúng ta nha. Thì Đức Phật nhìn thấy rất rõ chỗ này, cho nên ngày có một cái trí gọi là Sapasatana Atibut, tới cả nhà đó là cái trí nhìn thấy rõ cái sinh tú, cái chốn về của tất cả chúng sinh là chỗ đó đó. Trí đặc biệt, mình coi kinh đó, mình chỉ liếc qua mình thấy ô kinh này nói về Đức Phật đâu có mắc mới gì tôi. Sai, coi kỹ coi cái trí đó trí gì. Ngài nhìn vào cái hành trạng của mỗi người, ngài biết họ sẽ đi về đâu. Và trong kinh nói rất rõ hành trạng đó nó khác biệt nhau thế nào. Nghe, bắt đầu nghe cho kỹ nè. Ở đây có ai có biết chút ít về hội quả không? Nếu có người hỏi quý vị nghiệp báo nhà Phật là gì, các vị chỉ nói đó là kỹ thuật pha màu thôi, hiểu không? Màu xanh lá cây cộng với màu tím nó ra màu X. Màu xám tro cộng với màu tím hoa sim nó ra màu Y, hiểu không? Màu vàng nghệ cộng với màu xanh lá cây nó ra màu N, có hiểu không? Có nghĩa là vô tận, có đúng không? Thì ở đây cũng vậy. Tham kiểu gì? Chứ không phải tham có một. Nhiều người cứ nói là tham. No, tham nhiều kiểu lắm. Tham sắc, tài, tình, danh lợi. Tham kiểu gì? Rồi cái sân của mình nó cộng với cái sân kiểu gì? Si kiểu gì? Tà kiến kiểu gì? Ngã mạn kiểu gì? Thì mấy cái riêng riêng này nó bèn cho ra một cái màu của riêng mình. Có hiểu tôi nói không? Ở đây có ai hiểu đâu không ta? Ở đây ai nấu ăn thì biết, tức là cái lượng gia vị nó quyết định cái mùi vị của món ăn. Có những cái món ăn đó nó rất là phức tạp, cũng chừng đó gia vị nhưng mà cái lượng nó khác nhau, nó cho ra cái mùi vị khác nhau. Rồi chưa hết, cái thời điểm bỏ vào cái gì trước cái gì sau. Ở trong nồi canh vô có nhiều thứ mình phải bỏ sau cùng, bởi vì bỏ vô sớm nó nát nhừ, nó giống như ai mửa mà phẹt vô trong cái nồi vậy đó. Cho nên là cái nồi cơ rồi anh bỏ đúng gia vị chưa, đó là một chuyện. Bỏ nhiều hay ít là một chuyện, bỏ trước hay sau là một chuyện. Đúng hay không? Thứ nhất là bỏ cái gì, bao nhiêu, lúc nào. Chỉ riêng ba cái này thôi nó cho ra cái nồi canh chua khác nhau hoàn toàn, đúng không? Mùi vị và màu sắc, đúng không ta? Mùi vị và màu sắc. Có người họ dọn lên cái nồi, cái tô canh chua mình nhìn mình thà thèm lắm. Nó có xanh, có vàng, nó có trắng, có nâu, có xám. Có người hỏi nói anh vô tôi dòm, nhìn tôi thấy giống như cái nước rửa chén vậy đó, nó đen tù lùi vậy đó. Nhớ hả? Một cái bữa ăn hoàn chỉnh là trên đó có đầy đủ sắc, màu, hương, vị. Còn một cái người nấu ăn vụng về thì nấu sao nuốt được thôi. Mà tôi làm thầy chùa tôi có dịp tôi ăn đủ thứ hết á. Có nhiều người họ mời tôi ăn, họ hỏi chứ kỳ sao chưa tới đây muốn ăn cái gì. Cái tôi nói phải biết bữa này món gì đặng tôi tránh, chứ tôi cũng không biết cái món gì luôn á. Tức là nửa curry mà nửa ragu, mà nửa là đậu xào bị khét. Cho nên hỏi kỳ sao sẽ muốn ăn món gì thì tôi nói tôi phải biết tên món này để tôi tránh, chứ còn nói tên ra là không xong với cái nhà này đâu. Tại vì cái cách nấu á
cách nấu ấy. Bây giờ hiểu chưa? Cái đời sống của các vị nó y chang như vậy đó. Do cái cách mình pha màu, tham nào cộng với sân nào, si ái mạng kiến nghi, cái kiểu pha màu đó khi mà nó thể hiện ra tam nghiệp, nó cho ra một cái quả dị thục không giống nhau, cái y báo chánh báo không giống nhau. Và từ đó khi mà mình đời sau kiếp khác mình sanh ra đấy, cái thân phận, cái hình hài của mình không giống nhau. Và chưa hết, cái này mới là quan trọng, nghe cho kỹ. Vì cái nền tảng tâm thức không giống nhau, cho nên cái thiện ác mỗi người không giống nhau. Và từ đó khi chúng ta lập nguyện cầu giải thoát, thực hành Bồ Tát Đạo, thì cái kiểu hành trì cũng không giống nhau. Cho nên kiếp chót chứng đạo, mỗi người chứng một kiểu, mà nói gọn lại có bốn kiểu: tu khó mà đắc nhanh, tu khó mà đắc chậm, tu dễ nhanh, tu dễ mà đắc chậm. Có hiểu không ta? Tu khó mà đắc nhanh là sao? Là nghe trầy trật không hiểu, rồi phải cạo đầu đắp y, làm tăng làm ni, đói lạnh chúng chửi, rồi rừng sâu núi thẳm, lam sơn chướng khí, ma thiên nước độc, mấy chục năm sau mới chứng. Gọi là tu khó mà chứng chậm. Cái hạng thứ hai, tu khó mà chứng nhanh, thì cũng phải trải qua bao nhiêu cái nhiêu khê vất vả, nhưng mà vào một sáng mùa thu nhìn sương rơi bèn chứng, thì cái đó được gọi là tu khó mà đắc nhanh. Còn cái tu dễ mà đắc dễ là sung sướng hưởng thụ gặp Phật. Phật chỉ nói có một câu vạn pháp do duyên, bùm, đắc A La Hán. Đắc mà trên người cái mùi Chanel nó mà phai vẫn còn phản phất gớp như vậy đó, gớp như vậy đó. Rồi có cái hạng thứ tư là tu dễ mà đắc chậm, là nghe này không hiểu, giới thì giữ hơi bị khó, tu vài chục năm mới đắc, sau khi mũi nó cắn vài lít máu. Tu thì sướng nhưng mà đắc rất là chậm. Như vậy thì tất cả bốn cách: tu khó đắc nhanh, tu khó đắc chậm, tu dễ đắc nhanh, tu dễ đắc chậm. Này, rồi. Mà ở đâu nó ra cái đó? Là do cái nền tảng thiện ác của mình. Hiểu không? Nói cạn lời như vậy mà vẫn không hiểu, thì chỉ có cách là uống thuốc ngủ, chuyển kiếp, nguyện kiếp sau sanh ra nhanh hơn. Đấy. Thì Đức Phật nhìn thấy những cái đó, Đức Phật nhìn thấy những cái đó đó, Ngài thấy cái đó, cho nên trước mắt nhìn hành trạng mỗi người, Ngài biết được nên nói cái gì, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, nhìn cái hành trạng mỗi người mà Ngài biết rằng nếu người này nghi kiếp này không chứng thánh, chết rồi sẽ đi về đâu. Và Đức Phật có đại bi, chư Phật có đại bi. Có nhiều trường hợp để độ cho người ta chứng thánh, Ngài gặp đã đành. Có trường hợp Ngài biết chỉ gieo duyên cho người ta, Ngài cũng đến. Thí dụ như đời Phật có một cái vị du sĩ cực kỳ kiêu ngạo mà vô cùng nổi tiếng. Khi mà Đức Phật hóa độ ông, Ngài biết ông này kiếp này không cách nào đắc đạo được, nhưng mà Ngài vẫn phải mất thời gian trọng. Bởi vì Ngài biết là sau khi Ngài Niết Bàn 200 năm thì ông này sẽ trở lại thân người và sẽ đi xuất gia. Ông đó chính là du sĩ Sacchaka. Thì ông nghe xong ông trở thành đệ tử của Đức Phật, ông quy y Đức Phật, nhưng mà ông vẫn là một người phàm. Thế Tôn viên tịch 200 năm thì ông trở lại là một cậu thanh niên đi xuất gia và trở thành một vị pháp sư biện tài vô ngại, tinh thông kinh điển, đi đâu đệ tử rần rần. Thì có một lần ông dắt nguyên một cái đám quân nguyên về hầu sư phụ. Sư phụ là một vị trưởng lão đắc A-la-hán. Thì khi ông kéo vô nguyên đám thì sư phụ nói: tôi gặp một mình ông là tôi đã mệt rồi, kêu cái đám nó ở ngoài đi. Hiểu không? Tôi gặp một mình ông là tôi mệt rồi. Thì ông nghe vậy mà ông khoát tay cho cái đám quân nguyên nó lùi ra, một mình ông vào thôi. Thì sư phụ nói thế này: chăn bò bữa nay đủ rồi, về uống sữa đi. Có hiểu không? Có ai hiểu cái đó không? Trong kinh nói chỉ học giáo lý mà không hành trì giống như đi chăn bò giùm người ta mà không biết cái sữa bò nó ra sao. Pháp sư dịch giả, biện giả, diễn giả một đời chỉ để làm mồi cho thiên hạ, hoặc giống như là một người bán vé số, ai trúng thì trúng, mình vẫn tiếp tục vé số đây vé số chiều sổ. Hiểu không? Xưa nay hiếm bao giờ người bán vé số trúng số, chỉ có trúng gió thôi. Pháp sư cũng vậy, thường là cứ ngồi đầu tư ngôn từ, ý nghĩa, hình ảnh, biểu tượng, cách thức,
logic để mà nói người khác. Nhưng mà hiếm khi mà mình có dịp mình quẩn, mình nghĩ về mình lắm. Cho nên trong kinh nói Pháp Sư diễn giải thì chỉ là đi chăn bò người thôi. Cho nên khi phụ thấy ông đuổi hết học trò ra, sư phụ mới nói chăn bò bữa nay đúng rồi. Thì ngài cái vị tỳ kheo này là một bậc Huệ Căn mà, ông nói con hiểu rồi, con hiểu rồi. Bèn trở về giải tán tất cả đồ chúng và vào trong rừng xếp bằng ba đi, bèn đắc A-la-hán. Ngày xưa 200 năm trước, Đức Phật biết cái vị du sĩ này không thể chứng đạo trong cái thời của ngài, nhưng mà ngài vẫn gặp, ngài vẫn dành thời gian mệt mỏi ổng, rồi gieo duyên cho người ta. Bởi vì ngài có cái trí, ngài có cái trí và có cái đại bi, có trí biết rằng người này cứu được, và đại bi là vì không thể để người này tiếp tục khổ, không thể để người này tiếp tục khổ. Với đại trí đó, với đại bi đó, Phật như một mẹ hiền mà nhìn đứa con khùng vậy đó, phải thương nó, phải thương nó, mẹ mà phải thương. Học cái đó, đọc cái đó, thương Phật lắm, thương Phật. Thương Phật phải là vì lạy Phật có phước, mà phải biết rằng theo kinh điển Pali đó, nếu mà ngài muốn chấm dứt sanh tử cho riêng ngài đó thì lâu lắm rồi, lâu lắm 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 lắm, lắm rồi. Chứ không có tới cái vụ mà đảng sanh ở Ca Tỳ La rồi Niết Bàn ở Câu Thi Na, mệt lắm, đi lâu lắm rồi. Nhưng mà vì chúng ta phải nói rằng tất cả chúng ta hôm nay vẫn nằm ở trong cái lưới đại bi của ngài. Chứ đừng có nghĩ rằng chắc ngài tại ngài độ cho mấy vị thánh thời ngài, còn mình bây giờ là con rơi. No, ngài biết chứ, ngài biết rằng chánh pháp mà như cái ý của ngài đó là chỉ có tồn tại có 500 năm, đúng. Giai đoạn đó gọi là sách hâm mắc ca đó, tức là giai đoạn mà tăng ni Phật tử nghiêm cẩn hành trì miên mật như là cái mong đợi của ngài đó, chỉ kéo dài được 500 năm kể từ lúc ngài Niết Bàn. Kể từ sau cái 500 năm đó, 1000 năm tiếp theo gọi là sách hâm Patipimba, có nghĩa là giai đoạn tượng pháp, có nghĩa là giống na ná, hao hao, từ tựa, chứ không còn là nguyên thủy nữa. Và sau 1000 năm đó thì toàn phần thời gian còn lại chỉ là sách hâm sammosaka đó, đó là giai đoạn mạt pháp. Mạt ở đây không phải là những lời dạy đó sai, không phải, mà vì không còn được biết tới, không còn được hành trì, không còn được đào sâu tham khảo đúng mức và nghiêm túc nữa, hiểu không? Thì tùy chúng ta thôi. Chúng ta muốn rằng thời này là thời chánh pháp hay là tượng pháp hay là mạt pháp là tùy thuộc vào cái công phu mà mình đổ ra để mình học hỏi, tư duy và hành trì lời Phật. Hôm qua trong một bài giảng cho một nhóm Phật tử ở dưới phòng, tôi có nói chữ hiếu rất là hiếm người Việt mình hiểu cho tới. Hiếu mình chỉ hiểu nôm na là phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà ít có người biết rằng cha mẹ mất rồi mình vẫn còn trả hiếu tiếp tục, đó là làm phước hồi hướng. Nhưng mà vậy đủ chưa? Chưa, nó còn có cái nữa. Cái thứ ba này bà con ai biết chưa? Nếu tôi hỏi các vị hiếu các ba, các vị trả lời được không? Một, phụng dưỡng cha mẹ. Hai là hồi hướng cha mẹ. Ba là, thấy chưa? Hả? Có nhiều con hả? Sao? Cái đó nó nằm trong cái đầu tiên. Chăm sóc cha mẹ nó gồm có chăm sóc tinh thần, chăm sóc vật chất. Rồi cái thứ hai, cha mẹ mất rồi làm phước hồi hướng. Nhưng còn có cái thứ ba nữa, còn cái thứ ba nữa. Tôi khoái các vị cho đó. Đi chùa không biết khỉ gì hết, cho nên chúng tôi tha hồ muốn nói sao cái gì cũng xa thú hết trơn. Tôi khoái chư tăng chúng tôi, tôi xin đại diện các thế hệ tăng già cúi đầu. Tôi thích phần tử vô đó. Không có biết cái gì hết, ai nói cái gì cũng được, cứ cắm đầu xa thú và dân mâu thơ. Cái trải hiếu một là chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho cha mẹ khi cha mẹ hiện tiền. Hai là phước hồi hướng công đức khi ông bà không còn nữa. Ba, hãy để cha mẹ có được những người con đúng nghĩa con người. Hiểu không? Có hiểu không? Tức là khi mình sống bằng trí tuệ thì có nghĩa là cha mẹ đã đẻ ra những đứa con, đúng không? Những đứa con mà nó thuộc về nhân loại. Khi mà mình sống đạo đức thì có nghĩa là cha mẹ đã đẻ ra những đứa con đạo đức. Khi mình sống có đóng góp thì có nghĩa là cha mẹ đã có đóng góp cho xã hội. Còn mình xâm trổ hổ báo, hiểu không? Nghiện ngập chích hút
trở thành mối đe dọa cho mọi người, thì vô tình mình đã biến cái chuyện cha mẹ cưu mang mình ngày xưa trở thành là góp phần phá hoại xã hội. Có hiểu tôi nói không? Bây giờ có hiểu chưa? Các vị có nhớ phim Tàu có một câu: hồi đó tao biết giờ tao đẻ trứng cục vịt tao luộc ăn còn sướng hơn. Có hiểu không? Yeah. Cho nên đó là một cách trả hiếu. Dầu ông bà đã chết rồi, nhưng mà mình phải sống làm sao mà để cho cái sự cưu mang 9 tháng 10 ngày của mẹ ngày xưa là một sự đóng góp. Còn nếu mình mà xâm trổ hổ báo thì cái 9 tháng 10 ngày đó của mẹ chỉ là góp phần gây rối đất nước và xã hội thôi. Có hiểu không? Như vậy thì với cách trả hiếu này, khi cha mẹ không còn nữa, mình vẫn thực hiện được không? Hả? Được hả? Yeah. Kể cả mình 90 tuổi mình vẫn trả hiếu bằng cách thứ ba được, đúng không? 90 tuổi có thể sống đóng góp và hy hiến được không? Được hả? Yeah, được chứ. Ở đây ai nói không được tôi chỉ cho. Bán nhà đưa tiền này. Yeah, tôi chỉ cho. Cái gì chứ liên quan tới tiền bạc tôi thông minh lắm. Ok, tôi mệt rồi, phải lên tôi nấu rồi xong. Chúc đại chúng một ngày vui và nhớ hồi hướng cho quyến thuộc thân quyến, thầy tổ ân nhân nhiều đời. Chia sẻ công đức đền đến tất cả nhất thiết pháp giới hữu tình chúng sanh được luôn luôn an lành và sống trong cái hào quang của chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.